Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi học ngày hôm nay. Như thường lệ, buổi học của chúng ta sẽ dành cho các bạn uh, từ lớp 9 tới lớp 12, đó là cái đề. Quỳnh tổng hợp từ như vậy. Tuy nhiên là các bạn nào muốn thi uh, TOEIC, IELTS hoặc là Aptis mà các bạn đang cần lấy lại gốc ngữ pháp tiếng Anh thì các bạn cũng đều có thể học được nhé. Còn các bé nào dưới lớp 9 mà các bé cảm giác như là các em nghe cô giảng và các em hiểu bài thì các em vẫn học được luôn nha mọi người. Rồi quan trọng nhất là không dành chỗ ngồi với nhau nha. Quan trọng nhất là ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau các bé lớn không được ăn hiếp các bé nhỏ nha <laughs> rồi alright mình sẽ bắt đầu từ câu số 77 nha các bạn bữa sau là sẽ có tiết mục và điểm danh đầu giờ ha rồi câu 77 các bạn nhìn thấy đề rõ không nào she's interested alright rồi bắt đầu câu 77 chúng ta chọn nha she's interested in teaching ba chấm because she loves working with children câu 77 chúng ta chọn câu nào đây bạn green only chọn câu D gì nữa nào? Bạn Nguyễn Năng Triết chọn câu D. Bạn Phúc Hoàng chọn câu C. 0306 thì chọn câu B như vậy là 2 trên 4 bạn chọn câu D. Ừ, câu D là câu trả lời chính chính xác nha các bạn profession đúng rồi đáp án là câu câu D nha mọi người profession hôm trước làm ca hút mình có bị lộ câu này một xíu có ai còn nhớ cái từ profession nghĩa là gì không mọi người có ai nhớ được cái chữ profession hôm trước là làm ca hút đây là đố các bạn cái câu này nè rồi profession các bạn cùng ghi với Quỳnh nha profession có nghĩa là nghề nha các bạn nghề trong nghề nghiệp đó. nghề trong nghề nghiệp nha các bạn thì teaching profession có nghĩa là nghề đi dạy á, nghề dạy học teaching profession mình sẽ dịch ra là nghề dạy học nhé các bạn cùng ghi với quỳnh mình sẽ kiểm tra một vài bạn ngẫu nhiên nha cô ấy interested in là cô ấy thích, cô ấy rất là thích cái việc gì đó cô ấy hứng thú với cái việc gì đó teaching profession là nghề dạy học cô ấy hứng thú với lại cái nghề dạy học bởi vì là cô ấy yêu cái việc làm việc với lại con nít À vậy là cái chị này chắc là thích dạy học cho cấp 1, cấp 2 Hoặc là cho mấy bé mẫu giáo nè Teaching profession Rồi bạn My ghi đúng rồi Yes, bạn Dũng Phục à, Sorry không đọc được cái nít Rồi Trần, à, Trần Thanh Ngọc em biết bị sai rồi Professional là tính từ chuyên nghiệp rồi Không phải chữ này Profession đúng rồi Trúc Linh Profession là nghề nghiệp nha Rồi các bạn còn những từ vựng còn lại Ai biết nghĩa từ nào ghi ra với Quỳnh nha Semester là gì về mọi người Semester là danh từ có nghĩa là học Học kỳ Semester là học kỳ còn cái từ này nó khó hơn nè Communication hai chữ M nha Cùng ghi với Quỳnh nha mọi người Đó là sự giao tiếp Đọc là communication Communication Đọc chậm nè communication. Nhấn vào chữ K nha các bạn Nhấn vào chữ cờ A này nè Mình đọc là K Communication là sự giao tiếp Communication là sự giao tiếp Ghi ra đi các bạn ghi cho nhớ <laughs> Quỳnh dạy mấy bé ta chục bốn chục tuổi luôn hả rồi các bạn ghi ra communication cho nên là mình hay có cái câu là I want to study English communication English communication là giao tiếp bằng tiếng Anh đấy các bạn học anh văn giao tiếp đó có một cái từ mà chúng ta hay nói rằng là English communication là anh văn giao tiếp đó mọi người semester là học kỳ Jonas Văn Minh viết lại đúng rồi yes Giang Nam Minh communication One Map communication đúng rồi nhớ nha các bạn có hai chữ M cho nên là Quỳnh muốn các bạn ghi lại cho nhớ đó rồi chúng ta cùng đọc lại theo Quỳnh nha profession nghề nghiệp cũng đọc theo quỳnh nha các bạn profession nghề nghiệp profession nghề nghiệp teaching profession là nghề dạy học again teaching profession nghề dạy học tiếp tục học kỳ là semester again semester right còn sự giao tiếp là gì mọi người communication 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 rồi right, câu 77 thì chúng ta giải quyết xong nha mình chuyển sang câu 78 nhé mọi người rồi quỳnh dạy tốc độ như vậy các bạn theo được không nào mọi người <laughs> cảm ơn đam đam quách rồi he tried to make his speech more ba chấm chọn cái nào đây he tried to make his speech more ừ. rồi bạn toàn 12 hai chọn câu b bạn ngờ thanh sơn chọn câu a hữu ích quá bạn Trúc Nguyễn chọn câu D và Nhật Linh chọn câu D Hai trên bốn bạn cùng chọn câu D Entertainment, đúng không mọi người? Rất nhiều bạn đang chọn câu D Rất nhiều bạn đang chọn câu D Và câu D là một đáp án Giọng như phát thanh viên luôn hả? Câu D là một đáp án hoàn toàn Hoàn toàn sai bét <laughs> Câu D là một đáp án Hoàn toàn sai bét Câu nào mới là câu đúng đâu mọi người đã bán là câu cô B right có một bạn nhìn ra được chữ more right more là cộng gì mọi người ơi more là cộng với lại tính từ dài có một bạn nhận ra more cộng với lại tính từ dài là cái gì đó nhiều hơn đúng không mọi người he try anh ấy đang cố gắng làm cho his speech là bài thuyết trình nha các bạn speech là bài thuyết trình Ui, đâu phải số đông lúc nào cũng là chọn nhiều là đúng đâu các bạn <laughs> Không phải số đông lúc nào cũng đúng nha à, Cái bài diễn thuyết á mọi người Bài thuyết trình hoặc là bài diễn thuyết ấy nha các bạn Là anh ấy đang cố gắng làm cái bài thuyết trình của anh ấy more Thì các bạn phải xem trong đây cái nào là tính từ đi các bạn Chỉ có câu B là tính từ thôi Trong đây chỉ có câu B là tính từ thôi nha các bạn Có ai biết nghĩa của câu B không mọi người Bạn nào biết nghĩa của câu B thì ghi ra nha Entertaining, what does it mean? Entertaining nghĩa là gì vậy các bạn? Entertaining, what does it mean? Các bạn nào biết nghĩa không? Có nghĩa là thú, thú vị nha mẹ Tôi đang suy nghĩ Tôi đang suy nghĩ nếu mà tôi dạy trong lớp Có nghĩa là thú, thú vật Chắc chết tôi Mấy cô giáo ngày xưa ừ, Mấy cô giáo ngày xưa ở trong lớp hay kiểu như là oh, Entertainment là gì các em? Là thú Thú, thú vị Đúng rồi <laughs> chứ còn mấy em mà trả lời là thú thú vật và tôi <laughs> right rồi các bạn entertaining các bạn xem nha mọi người rồi các bạn thấy phiên âm của nó chưa mọi người <laughs> entertain. entertaining right là có nghĩa là từ này là giải trí đúng rồi entertain là giải trí nhưng mà tính từ có có nghĩa là có tính giải trí á một cái lớp học mà nó rất là entertaining tức là một cái lớp học nó rất là thú vị tức là mình hiểu cái nghĩa của cái nghĩa thú vị tức là nó nó là cái nói tắt của cái từ là mang tính giải trí mình nói một cái gì đó là mang tính giải trí thì nó sẽ như vậy entertaining 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 là thú vị các bạn ghi ra cùng quỳnh nha entertaining thú vị các bạn ghi ra nha các bạn cùng ghi ra cho nhớ nào mọi người rồi như vậy thì trong bốn cái này các bạn nhớ công thức là quan trọng nhất là hồi nãy các bạn nhìn ra cái chữ more nè các bạn nhìn được cái chữ more ở đây là hơn, một cái gì đó hơn sẽ cộng với lại tính từ dài cho nên là các bạn phải chọn câu này còn các bạn mà chọn câu, hồi nãy các bạn mà chọn câu D câu D là danh từ nha các bạn chúng ta không chọn câu D được, tại vì câu D là danh từ cái từ entertainment nghĩa là gì vậy các bạn entertainment, what does it mean entertainment là gì vậy các bạn đó chính là sự giải trí right, các bạn nào các bạn nào đang coi live stream của Quỳnh các bạn nào đang coi live stream của Quỳnh thì có đang follow cái anh um, Hoàng Hiệp Entertainment không các bạn có ai, có ai follow tiktok của cái anh mà hoàng hiệp entertainment mà anh hay làm mấy cái clip mà nó nó sầm sàm nó hài hài ấy à, thì đấy cái từ entertainment là từ giải trí đó các bạn entertainment hoặc là sơn tùng mtv cũng có cái gì ta mtv entertainment công ty giải trí ừ. Rồi còn cái này là Entertaining là thú vị nha các bạn Entertaining có đúng không? Anh à, rất là entertaining luôn Đấy thì các bạn sẽ bảo là uh, Các bạn có thể đặt câu như thế này Ví dụ như là Hoàng Hiệp Entertainment Ví dụ như vậy nha uh, Mình đang nói như thế này Is very entertaining à Cái kênh tiktok Cái kênh tiktok entertaining Hoàng Hiệp vậy? Thì nó rất là, rất là Rất là Rất là giải trí Mình có thể nói rằng là Entertaining Entertaining Điền quân entertainment <laughs> Đấy các bạn có thể nói câu như vậy ha rồi, các bạn nhớ từ vựng chưa nào? Các bạn ghi lại cho Quỳnh kiểm tra nhé. Các bạn nhớ học tới đâu các bạn ghi lại cho Quỳnh kiểm tra nhé. Yes, Quỳnh cùng đọc lại một lần nữa với các bạn nha. Entertain là động từ giải trí. Entertaining là tính từ thú vị nha các bạn thú vị và entertainment là danh từ sự giải trí anh ấy đang cố gắng he try to anh ấy đang cố gắng làm cho các bài thuyết trình của anh ấy trở nên thú vị hơn make his speech more entertaining rồi mình chuyển sang câu 79 nha mọi người Câu 79 Yes Pronunciation là phần là phần phát âm mọi người ạ à. 79 Quỳnh's live stream is very entertaining Thank you Thank you Rồi tiếp tục câu 79 nào mọi người Rồi 79 nào Minh Minh chọn 79 a Thanh Vi chẳng 79A. Em đám đồng, chọn 79 a Em lạc quan vô đám đông chọn cô A Tony Hoàng chọn cô A như vậy là 100% các bạn đều chọn cô A. Hmm. Ủa sao này lớp tôi giỏi quá vậy? <laughs> Đúng rồi, cô A là cô chính xác nha. Ủa phải chứ cô A đọc là cái gì? Có ai biết cách phiên âm của cô A không? Ai ghi được cái phiên âm của cô A cho Quỳnh nào? Cô A, right, right, cô A, cô A, Câu A chính xác, chính xác câu A nhưng mà câu A sẽ phiên âm là gì các bạn? Các bạn đọc trước giờ các bạn hay đọc câu A là như thế nào? Thường là Quỳnh sẽ like trong 45 phút đó mọi người, thường là Quỳnh sẽ like trong 45 phút cho nên các bạn cố gắng học đúng giờ nha. Nó là E I. À, bạn toàn viết đúng rồi nè. Yes, nó là E nha các bạn. Các bạn thấy cái phiên âm ở đây không? Great. À để Quỳnh mở to lên cho các bạn nghe. Great. Nó là E -I. Vậy thì mình sẽ đọc là read. Em đọc là great đó hả? Ai, có người còn đọc great kìa sửa lại cho Quỳnh nha. Read. Rate, E-I thì các bạn đọc hơi hơi giống chữ A trong tiếng Việt Rate rate a à, còn những cái còn lại là I hai chấm Đúng rồi, I hai chấm hay gọi là I dài Tức là cái I mà mình bành miệng ra đó các bạn Street là con đường Street là con đường, con đường mưa đó Teacher là giá viên Đúng không các bạn? Còn cái từ receive Receive này đố bạn nào biết cái nghĩa từ Receive này nghĩa là gì nè mọi người Receive, what does it mean? Receive là gì mọi người? Là là nhận giving is receiving cho là nhận đó mọi người cho là nhận đó receive các bạn ghi từ này đây nha à, không phải chấp nhận mà giống như là mình nhận một cái món đồ gì đó ai đưa cho mình một cái món đồ mình receive nó tức là mình nhận nó chứ không phải kiểu chấp nhận à, Trời ơi, ghi tiếng Anh ra, ai kêu ghi tiếng Việt <laughs> Ghi tiếng Anh ra, receive Ghi tiếng Anh ra cho nhớ nha L1204, đúng rồi Receive là nhận, ghi ra đi các bạn Vừa, vừa ghi vừa đọc theo Quỳnh nào Receive, nhấn âm 2, nhấn âm 2 nha Bạn Uyên PU viết đúng rồi, yes Đào đặng tương ti, đúng rồi Receive là nhận, rồi quan trọng nhất của A đọc lại theo Quỳnh nào Read, đọc lại theo Quỳnh nào Read, again Read, you are so read Bạn rất là tuyệt, read nha không được đọc là read nữa nha <laughs> không ai đã học cái lớp của tôi rồi mà ra đường mà đọc cái chữ là read đâu ủa cái cái roi của tôi đâu rồi Chết rồi rồi xong rồi đó không biết cái gì giúp việc Chỉ có văn ghi roi đâu mất tiêu ai nay mất vũ khí rồi <laughs> ai học lớp của tôi mà ra đường mà tôi nghe đọc thấy đọc là read là tôi xử đẹp á rồi câu 80 <laughs> mình bắt đầu dạy từ 7 giờ 30 nha mọi người